Cắm trại ở hồ Dầu Tiếng. Đây là cầu bến nảy. Là nó nảy á, nảy à. Đi sớm quá. 2:30 thì đi. Hôm nay chúng tôi có một tour ngắn đi cắm trại ở hồ Dầu Tiếng. Vì không biết được cái bãi cắm nào đẹp nên chúng tôi đã quyết định đi đến một bãi nổi tiếng nhất, đó là bãi đá trứng. Đúng rồi nè, ra đây là đúng cái bãi rồi đó. Bãi này bãi free á. Đúng rồi, anh coi trên clip có. Anh có coi theo dõi cái ông kia. À, hình như này không có view núi. Đi qua bên kia thì cái bãi trứng nó đẹp hơn, còn ở đây nó bằng phẳng hơn. Bãi đá trứng là bên kia kìa, còn bên đây là bãi nó bằng phẳng lắm. Qua bên kia nó đẹp hơn á. Không, view núi là một cái khác rồi. Vậy là bãi đá trứng không nhìn ra được núi rồi. Bữa vậy. Tuy nhiên khi đến đây thì mọi thứ nó hơi khó chịu một chút. Bãi này không có view núi rồi. View núi là phải vô mấy cái nhà dân rồi, các kiểu khác khác nữa. Nó què hả? Đó, giờ vô trong đây. Thôi hôm nay nè. Ừ. Cái ông đó chạy bằng xe côn. Vì bãi đá trứng hơi gồ ghề và nhiều đá nên chúng tôi quyết định tiến lên trên chút xíu nữa để tìm chỗ bằng phẳng mà đặt lều. Bản thân tôi chưa bằng lòng với cái địa hình cắm trại như thế này nên tôi quyết định đi vào sâu hơn để tìm được những cảnh đẹp hơn, vì tôi muốn tìm được cái view núi để cắm trại. Bây giờ mình sẽ đi lòng vòng coi thử coi còn cái chỗ nào khác cắm đẹp hơn không. Đồng đội thì muốn cắm ở kia rồi nhưng mà mình thấy nó thường thường sao, mình đi thử coi. Những phút sau đây trong video các bạn sẽ được thấy cảnh tôi dắt mắt cú đi off-road như thế nào. Mặt đất của nó hơi bị gồ ghề á, chạm ấy nó bị xoáy bánh. Để coi coi ở trong đây cũng có mấy người tới cắm trại nè. Trâu bò tùm lum luôn nè.
Trái trời đừng đá mình nha. Nãy băng qua cái đống bò đó mình trong đầu trái trời mày đừng có hút tao nha. Đây là bãi đá trứng. Đó. Nhưng mà mình đã đi ngang qua rồi. Bãi đá trứng đi rất là phiêu. À, hồi nãy đi là phải né cục đá này, né cục đá kia. Túm lại cái đít bên này, lắc cái đít bên kia để vô được cái bãi này. Thì mới vừa kiếm một mớ củi khô để chùm lại này. Bây giờ cũng còn mới có 5 giờ mấy chiều thôi, nó còn hơi mát. Chơi một chút rồi mới bài biển ra sao. Còn hồi sớm nên ra dọc nước chút xíu rồi mình mới lên mình cắm cái trại xong. Mèo! Ra đây! Sao nghỉ chơi rồi? Hỏi ví dụ như là khói đồ nó tấp vô liều ạ? Khoan, mình có lên, mình có dừng. Hello. À. Rồi sắp được lên YouTube. Trời gió nó thổi cái lều cũng bay bay luôn. Ủa bao mát luôn cái lều đó không? Phiêu vậy không? Mình lại đi bụi đời nữa rồi mấy bạn ơi. Bữa mình mới đi bụi đời trên núi không, giờ mình đi bụi đời ở hồ rồi. Hello mọi người, mình là thành viên mới. Mình ăn mì gói ở nhà, mình thích ăn mì gói rồi. Giờ mình lấy thêm củi nha. Thêm củi châm vô đống lửa đó. Củi này nó hơi nhiều gai. Cảm ơn bãi hồ Dầu Tiếng này nó khá là tiện. Nó giống giống như hồ Trị An, có đủ củi cho mình. Thiếu rồi cứ ra lấy thôi. Còn cái đợt mình đi núi Vinh vừa rồi á thì nó hơi thiếu củi. Cục đá bự của anh đâu rồi? Đó ba đang chiếu. Hai cục kìa. Hai của Mẫn nằm đây. Chắc Mẫn thấy vậy chắc ớn luôn. Ba đang làm gì? Ba đang đào lỗ. Ba đang chôn cái trụ. Còn anh đang làm gì? Sao tình yêu nè, sao tình yêu.
không, đây là cái hậu quả của một tình yêu. Là sao anh? Tận dụng gì? Mấy cái gốc cây á để tận dụng nó mới được. Liên quan ghê. Chiên trứng nữa mới vui ha. Tại vì mình có nhiều nồi niêu son chảo quá nè. Anh Đức chị anh ơi, cho bé nó ăn nè. Là ăn nè anh Đức chị anh ơi. Để bu là ăn nè cho vui. Ít lắm mọi người ăn đã. Anh không quay được cái hướng đó. Ôi gãi gã cái gì đó. Gãi gã cái gì đó rồi. Quay lại chứ. Lát có lát hồi mà bóc đồ ăn chung ha. Mì xào trộn cái gì? Đủ mới luôn mọi người. Sausages. Đây là khoai linh hồn của cắm trại. Đây là mì ly. Cà phê nhưng mà sáng mai tính. Dĩa nè, dĩa chia ra nè. Đây là Mai Mai đang múc đồ ăn. Rất là tỉ mỉ và cẩn thận. Bên kia là đang cãi gì? Cãi luôn. Cho cảm nghĩ đi. Bé Hà Mã. Cho cảm nghĩ với hai hai cái gì? Sao mình lại đi cam ở đây một cách đầy đủ hơn nha mọi người. Cũng như bao lần cắm trại khác thì lần này chúng tôi khó mà ngủ được sâu và ngủ được lâu vì ban đêm gió rất là mạnh và lạnh. Thế nên 4 giờ rưỡi thì cả đám cùng dậy hết và nấu nước bắt đầu đón bình minh. Các bạn thấy này, trời ơi, nó quất nguyên nồi à. Cái mấy tụi này đi chơi nguyên nồi cà phê thôi mà. Uống cà phê bằng nồi. Ừ, cà phê bằng nồi. Cái lỗ nó hơi nhỏ. Đây là cà phê sữa sẵn rồi nè. Đỡ cần phải mang sữa này sữa kia. Có coffee maker ở đây mà hả? Lấy cái bịch đó khuấy luôn. Không. Không ngon, nó thôi. Ăn như ăn cống heo rồi. Nghe cái tiếng bạch này nó phèn quá. Rồi, để nhắc ra. Sau một đêm mà nó động xương lên cái xe nè. Không thấy con mắt nó đâu hết. Mắt cú bị đuôi. Ừ, thấy rồi nè. Đó là những dòng tâm sự khó thể. Hello.